Cole Palmer đang là báu vật tại Chelsea, thế nên ban lãnh đạo của đội chủ sân Stamford Bridge đang làm mọi cách để giữ gìn đôi chân cũng như đảm bảo thể trạng tốt nhất cho cầu thủ người Anh. Cũng chính vì nguyên nhân này mà The Blues đã quyết định không điền tên Palmer vào danh sách đăng ký thi đấu ở Conference League, một đấu trường có thể nói là không quá quan trọng đối với Chelsea. Mục tiêu chính của đội chủ sân Stamford Bridge vẫn là Ngoại hạng Anh, và Palmer được xem là nhân tố quan trọng nhất để đội bóng thành London hoàn thành các mục tiêu đề ra. Mùa giải 2024-2025 cũng là một mùa giải dài hơi với Chelsea khi họ còn phải chinh chiến ở FIFA Club World Cup 2025. Giải đấu diễn ra từ giữa tháng 6 cho tới giữa tháng 7 năm sau, và tất nhiên các cầu thủ sẽ phải cày ải rất nhiều nếu phải tham dự nhiều giải đấu trong suốt mùa giải. Sau 3 vòng đấu đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này, Palmer tiếp tục để lại dấu ấn với 1 bàn thắng và 4 đường kiến tạo. Anh cũng đang đứng trước cơ hội nhận danh hiệu bàn thắng đẹp nhất tháng 8 với pha lập công đẹp mắt vào lưới của Wolverhampton. Đó là trận đấu mà Palmer không những ghi bàn mà anh còn lập hat-trick kiến tạo cho Nonny Madueke lập công, qua đó giúp Chelsea đè bẹp bầy sói với tỷ số đậm 6-2. Manchester United đang làm chuyện chẳng giống ai khi họ đang trả lương cao ngất ngưởng cho hai cầu thủ bị chỉ trích rất nhiều trong thời gian qua là Marcus Rashford và Casemiro. Theo tiết lộ từ truyền thông Anh thì Rashford và Casemiro đang nằm trong top 3 cầu thủ hưởng lương cao nhất tại Old Trafford. Cụ thể, mỗi tuần, Rashford và Casemiro lần lượt đút túi số tiền cực khủng là 325.000 bảng và 300.000 bảng. Trong khi đó, sau khi ký thỏa thuận gia hợp đồng với Quỷ Đỏ, Bruno Fernandes cũng đã vươn lên dẫn đầu danh sách những cầu thủ hưởng lương cao nhất tại Man United, ngang bằng với mức lương mà Rashford đang thụ hưởng. Còn với Mason Mount, dù phải liên tục làm bạn với giường bệnh, nhưng cựu sao của Chelsea cũng đang hưởng mức lương cao chót vót lên tới 250.000 bảng một tuần. Có người còn nói đùa rằng dù không có nhiều cơ hội xỏ giày ra sân, nhưng chỉ cần được đếm tiền mỏi tay mỗi tuần là Mason Mount cũng đủ vui rồi. Không quá khi nói rằng, kể từ ngày gia nhập nửa đỏ thành Manchester, Mason Mount chính là hình ảnh biểu tượng cho câu nói việc nhẹ lương cao. Nói về chuyện lương bổng tại MU cũng sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc tới Anthony. Thánh xoay Compa hiện đang bỏ túi khoảng 200.000 bảng một tuần, nhiều hơn 5.000 bảng so với tân binh Matthew Delitt. Trong người lại ngấp đến ta, Kobbie Mainoo có lẽ là vô cùng chạy lòng khi ngó số dư tài khoản của mình mỗi tuần, bởi cầu thủ trẻ này chỉ nhận được vỏn vẹn 20.000 bảng. Dù vậy, Mainoo nhiều khả năng sẽ không phải cam chịu sự bất công nữa, bởi thời gian tới, ban lãnh đạo của Quỷ Đỏ sẽ tăng lương gấp đôi, thậm chí là gấp 3 cho Mainoo luôn. Ở MU, có công thì được thưởng, còn nếu không đóng góp gì nhiều thì vẫn được thụ hưởng sự sung sướng. Manchester United có thể sẽ có huấn luyện viên trưởng người Đức nếu ban lãnh đạo của đội bóng quyết định sa thải Erik ten Hag. Hiện tại, tương lai của chiến lược gia người Hà Lan là đề tài nhận được sự quan tâm đặc biệt, bởi chẳng có gì đảm bảo ten Hag sẽ giữ được chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của mình ở giai đoạn đầu mùa giải năm nay. Vài ngày qua, truyền thông xứ sương mù đã nhận định Thomas Tuchel là ứng cử viên sáng giá nhất để thay thế ten Hag. Tuy nhiên, một huấn luyện viên người Đức khác là Joachim Löw cũng được cho là đã lọt vào mắt xanh của đội đỏ thành Manchester. Theo một số nguồn tin từ truyền thông Anh, ban lãnh đạo của MU đã bí mật liên hệ với cựu huấn luyện viên đội tuyển Đức, và điều đó cho thấy rằng đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng sa thải huấn luyện viên Erik ten Hag bất kỳ lúc nào. Các sếp lớn của MU đã đặt niềm tin vào vị huấn luyện viên 54 tuổi, nhưng nói gì thì nói, chẳng mấy người dám tin thầy 10 sẽ làm nên chuyện, nhất là khi MU đã thua 2 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh mùa này. Trở lại với Joachim Löw, ông là cái tên mới nhất mà MU quan tâm tới, nhưng có lẽ các fan của Quỷ Đỏ cũng không quá hứng thú với cựu huấn luyện viên đội tuyển Đức. Nhiều người vẫn mơ Zinedine Zidane sẽ đến giải cứu Quỷ Đỏ, nhưng mặt đối, cựu thuyền trưởng của Real Madrid có vẻ như không mặn mà với chiếc ghế nóng tại nhà hát của những giấc mơ. Casemiro có thể mắc lỗi, Casemiro có thể chơi tệ, Casemiro có thể bị chỉ trích, nhưng đừng hòng Casemiro nói lời chia tay với Manchester United. Sau màn trình diễn thảm hại ở trận gặp Liverpool, nhiều người cho rằng cựu sao của Real Madrid sẽ bị trừng phạt và anh sẽ phải sớm khăn gói rời nhà hát của những giấc mơ. Dù vậy, theo những thông tin từ chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano thì Casemiro không có ý định chia tay MU và anh sẽ quyết tâm bám trụ lại nửa đỏ thành Manchester ít nhất là cho tới hết mùa giải này. Được biết, tiền vệ 32 tuổi vừa từ chối mọi lời đề nghị từ Galatasaray, đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã công khai ý định chiêu mộ Casemiro trước khi thị trường chuyển nhượng của giải đấu này đóng cửa vào tuần tới. Hiện tại, vị trí của Casemiro tại MU đang bị đe dọa khi Manuel Ugarte đã cập bến Old Trafford với một bản hợp đồng trị giá 50,5 triệu bảng từ Paris Saint-Germain. Anh vừa để lại màn trình diễn thảm họa trong thất bại 0-3 của MU trước Liverpool ở vòng 3 Ngoại hạng Anh.
Casemiro mắc tới hai sai lầm dẫn đến hai bàn thắng của Luis Diaz cho Liverpool trước khi bị rút ra khỏi sân đầu hiệp 2. Phong độ yếu kém không chỉ khiến vị thế của Casemiro tại câu lạc bộ suy giảm mà ở đội tuyển quốc gia anh cũng không còn chỗ đứng. Trong đợt FIFA Days tháng 9, cầu thủ 32 tuổi không được triệu tập lên đội tuyển Brazil để đá các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ gặp đội tuyển Ecuador và Paraguay. Con đường trở lại đội tuyển Anh của Marcus Rashford là khá ảm đạm, nhưng đồng đội cũ của anh là Mason Greenwood thì lại đang rất sáng sủa. Theo cựu danh thủ Chris Waddle, cánh cửa trở lại đội tuyển Anh của cựu cầu thủ Manchester United đang rộng mở khi huấn luyện viên tạm quyền của Tam Sư là Lee Casley đang để ý đến Greenwood, đặc biệt là khi anh đang chơi ấn tượng tại giải vô địch quốc gia Pháp. Huấn luyện viên tạm quyền của đội tuyển Anh chắc chắn sẽ để mắt đến Mason Greenwood. Chúng ta đều biết giải đấu của Pháp khá mạnh, dù nó không mạnh bằng 3 hoặc 4 giải đấu khác ở châu Âu hiện nay. Tất cả những gì mà Greenwood có thể làm là tiếp tục chơi tốt như cậu ấy đang làm ở Marseille. Sau khi rời nhà hát của những giấc mơ, Greenwood như được trở lại làm chính mình. Sau khi thi đấu ấn tượng ở La Liga trong màu áo Getafe thiêu rạng cho mượn mùa trước, cầu thủ sinh năm 2001 tiếp đà thăng hoa khi chuyển sang câu áo Marseille. Không còn nghi ngờ gì nữa, sau khi Kylian Mbappe rời đi, Greenwood đang dần trở thành ngôi sao được quan tâm nhất tại giải đấu số 1 nước Pháp nhờ màn trình diễn xuất sắc từ đầu mùa với 5 bàn thắng sau 3 vòng đấu. Nhìn cảnh Greenwood thi đấu như lên đồng tại Marseille, không biết có ai cảm thấy nuối tiếc cho Manchester United hay không đây? Tôi chỉ muốn tận hưởng bóng đá và kỷ lục sẽ tự nhiên xuất hiện. Tôi không chạy theo kỷ lục, chính kỷ lục mới là thứ chạy theo tôi. Đó là những gì mà Cristiano Ronaldo chia sẻ sau cuộc so tài với đội tuyển Croatia vào rạng sáng nay. Ngôi sao người Bồ Đào Nha tiếp tục bổ sung thêm một kỷ lục vào sự nghiệp đầy vinh quang, kéo dài hơn 2 thập kỷ của mình bằng cột mốc 900 bàn thắng trong màu áo đội tuyển quốc gia lẫn câu lạc bộ. Lionel Messi tất nhiên là xếp sau Ronaldo trong khoản này rồi. Anh chàng người Argentina sở hữu 842 bàn thắng, cố huyền thoại Pele có 765 bàn. Trong 90 bàn thắng mà mình có được, Ronaldo giữ kỷ lục ghi 131 bàn ở cấp độ đội tuyển, 450 bàn thắng anh có được trong màu áo của Real Madrid, 145 bàn thắng trong màu áo của Manchester United, 101 bàn thắng ở Juventus, 68 bàn thắng trong màu áo của Al Nassr, đội bóng hiện tại của Ronaldo. Mục tiêu của CR7 là ghi 1.000 bàn thắng. Thế nhưng, khi đã bước sang tuổi 39, cột mốc này không phải là điều có thể dễ dàng chinh phục được. Nhưng thôi, chúng ta cứ chờ xem, biết đâu Ronaldo sẽ lại khiến cho cả thế giới phải bất ngờ một lần nữa.